Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu tin bão năm 2021 sẽ có ngay sau đây là tin nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Thưa quý vị, trưa nay ở khu vực Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 13 giờ phổ biến là 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 40 đến 65%. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục khoảng từ 24 đến 27 độ phía bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày mai ở khu vực Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 40 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 18 giờ. Tiếp theo là phần tin bão sớm. Thưa quý vị, như dự báo trong các bản tin trước đó mà chúng tôi đã đưa ra nhận định, theo như mô hình dự báo bão sớm CFS có khả năng trên vùng biển phía đông đảo Lưu Dông, Philippines sẽ hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng vượt qua phía bắc đảo Lưu Dông và đi vào biển đông nước ta và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Không loại trừ áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2021. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo bão sớm. Tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin bão này trong những bản tin tiếp theo. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng Hòa Bình từ 35 đến 37 độ. Sang đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Trung Du và Đồng bằng ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng Trung Du và Đồng bằng từ 35 đến 37 độ. Xuống đến khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Xuống đến khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 33 đến 36 độ. Sang đến khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Xuống đến khu vực các tỉnh Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác.
gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4.